Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập khẩu về Việt Nam bộ bơm nước điện cho dòng xe BMW phiên bản BMW X5 với 6. Bộ bơm nước điện là sản phẩm chính hãng được công ty phụ tùng của tôi nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được sản xuất tại Đức theo tiêu chuẩn của BMW. Sản xuất tại Germany. Germany. Đây là jack điện. Đây là cánh quạt bên trong. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe nhập Mỹ cũng như các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng ô tô nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.